Bữa nay tiếp tục đóng hàng đi giao nha anh em. Đây, đèn bao nữa nè. Này giao Đồng Nai em. Đồng Nai phải không? 50 cái nha anh em. Đây, rồi bán cho em đi. Chiều dài là 11 ô nha nè. 11 ô chiều dài. Chiều cao lên 5 ô. Chiều ngang của nó là 6 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình là chuyên vẽ cống dâm luôn nha nè. Bao này nãy để chắc như đây là bao nhiêu cái à? 36. Bao đó chắc được 36 cái hả? Còn cái này 14 cái nữa. Này giao cho em Vũ ở Đồng Nai nha. Rồi thì anh em nào cần lấy chuột cống dâm thì liên hệ với em nha. Rồi em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì sáng hôm nay thăm mấy chuột cả nhà. Ngày hôm qua em đặt ở khu này 16 cái nè, nó cắn nó xả nè cả nhà, nó mồi nó ăn quá chừng luôn. Đây cái đầu tiên cả nhà, chúc cả nhà mình ngày mới luôn về sức khỏe nha. Cả nhà coi đường mòn nó đi, họ là dính, bởi vì để tay xuống dịch mé bên này, cái mé bên này nó khè cả nhà. Đó, quá im. À, quá im, quá im. Đã quá nhỉ. Cái đầu tiên lụm con à. Thì em cũng có bán 7 cống dâm đây nha cả nhà. Nha anh em nào cần thì cái việc liên hệ với em nha. Đã không? Con này được cái đây. Con này cái gì cái nhà, cái vô vỏ. Tiếp tục cái nhà ơi. Qua ở đây em đặt mấy cái. Ở đây cái này hôm qua chỗ này em không thấy nè. Nè cái đường nó đi nè. Đưa cái đường không? Em không thấy cái đường nó đi. Em đặt xích gần đây. Hình như sụp nữa thì phải á. Thấy không? Dấu nó ăn nè cả nhà. Ôi nó ủi nhờ ơi. Nè. Nè, em quay vô mà nó ủi ở ngoài nè cả nhà, nó đi ở ngoài nè. Nè. Dấu nó đi nè. Thấy thèm thiệt chứ. Nó ị phân cục nào cục đấy. Chụp bá lửa. Em quay vô chứ. Nó đi ở ngoài, nó đi vô. Nó ăn nó cắn à. Đâu người ta đặt đâu tiêu rồi. Ăn nó cắn nó xả nè cả nhà. Coi nè. Bãi bãi luôn. Qua môi ở đây mà không có đặt cái sao kỳ ta. Đây cả nhà, bật này dính hay gì đây. Ơi chuột nhỏ. Trời ơi tí nị à. Hả? Trời đất ơi.
tí nị bỏ vô đây đi chút tính như sao. Như đằng đây có một cái nữa. Mà cái này không dính nha. Tiếp tục nha. Đem con cái mà không dính nữa. Trời ơi. Nè. Nghe cái đường nó đi ngon ghê luôn. Không dính luôn. À. Nó ăn nè cả nhà. Nó ăn nó ị cơ. Đóng cả thiên luôn. Mà nó đâu mất tiêu. Đây cái nữa. Ôi bật cái nhà dính này. Trời ơi dính con gì á. Ở chuyện lạ nữa cái nhà ơi. Nữa ơi. Nè. Thấy thèm thiệt chứ. Ôi, đây nha cái nhà. Lại là mắt xéo. Con hình như mắt xéo thì phải. Im ngay. Đây cái nhà. Đây không? Đứng im ngay. Nhờ cái nhà. Đặt chuột nhín chim nha. Thấy thèm không? Năm nay là lần này là lần thứ hai này cái nhà. Lần thứ hai dính được chim nè. Thì em mới thăm dính được đây cả nhà, con cống nhâm bự với hai con chuột vàng nữa nè. Con cống nhâm bự với hai con chuột vàng mà mất hết cái rồi, một cái ngay trong cái lỗ này cả nhà nè. Trong đây mất tiêu rồi, còn lúa với phân nó ỉa lại không. À, em tức mình quá, em không cũng không có quay luôn, quay mất công thì chửi với bới la lé sùm mà không có phiền phức nữa. Cả nhà nói mình hổn nữa. Dính con này con chuột cái nữa nha, chuột này chuột bầu à. Chuột này bầu. Đó. Với hai chuột vàng. Bữa nay thì được 5 con nghe cả nhà. 6 con chim mới 6 con. 6 con. Con chim, hai cống nhâm bự với hai chuột vàng, hai cống nhâm con. Đó. Thì thành quả được như đây nha cả nhà. Đó. À, thì video em xin kết thúc đây nha cả nhà. Bữa nay video nó ngắn nè, thì có 6-7 phút thôi cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha. Bữa nay em đặt ít tại cái điểm này, mấy bữa trước em cũng có đặt rồi. Mấy bữa trước em bắt cũng 5-6 con bự bự vậy rồi, nhưng mà mấy bữa đó là em không có quay, cho nên bữa nay đi đặt lại thì nó chạy cũng yếu cả nhà. Rồi, em xin chào tạm biệt cả nhà nha.